chiết cành hoa sứ là một cái việc làm chúng ta không có nên làm nha mọi người, bởi vì những cô chú mà họ lớn tuổi rồi thì họ sẽ không có đồng ý với cái phương pháp này đâu nha mọi người. Tại vì sứ là nó bình thường nó rất là dễ rồi, tại chúng ta chỉ cần chặt ra cái thân ngay cái đoạn mà nó hơi bắt đầu già già rồi đó, rồi chúng ta để khô khoảng 2 đến 3 ngày cho nó khô mặt đi, và sau đó chúng ta dăm vào đất trồng là nó ok rồi nha mọi người, chứ còn không có cần phải chiết nha. Sẵn đây em kể mọi người nghe một cái câu chuyện về chiếc cành sứ có thật nha mọi người. Này là thầy em kể lại. Này hôm đó có một chú nào á, cái gặp thầy mới hỏi thầy là ủa sao em thấy có đứa sinh viên nó đi chiếc cành sứ nữa thầy. Ba cây này chặt cắm xuống là sống mà. Kiểu hỏi vậy đó mọi người. Nhưng mà chắc là chú tình cờ gặp á, cái thì hỏi thầy. Nhưng mà kiểu thầy em cũng hơi quê quê rồi đó, tại vì thầy cũng không nghĩ là có đứa nào nó đi chiếc cành sứ đâu. Xong cái thầy mới trả lời cho chú đó là đâu tụi nó làm chơi vậy mà, ý là kiểu nó thực tập chơi vậy thôi, chứ nó cũng sẽ biết là cành sứ thì không cần phải chiết đó mọi người. Nhưng mà thầy kể trong cái tâm thế rất là bất lực, nghe mình mắc cười lắm. Mà thầy kể xong cái thầy lách sang một câu chuyện khác nhanh lắm, kiểu thầy thua rồi.